Cháu mình sẽ làm món bánh canh bột sắt nấu với cá lóc nha cả nhà. Thì đây là có mớ dừa khô với lại bột mơ hai mua nè, bột gạo không mơ hai? Bột gạo, chanh. Nước sôi nè mẹ. Nước sôi á, mình pha bột gạo, pha nước sôi nha cả nhà. Hôm nay mình nấu với cá lóc. Cá lóc mình gặm ở ngoài mương cả nhà. Ngước từ từ. Ghi vòng vòng vậy nè. Dừa nó dày cơm quá. Ghi từ từ. Nhỏ ba cái dừa nhỏ. Ghia dòng này từ nè. Bao cũng không ăn bánh canh. Rồi mới nghĩ ra bánh canh luôn á. Thấy quậy bột em mới nhớ bánh canh. Vậy là Thảo Nguyên nó lột hành á mà. Nửa hành, nửa hành. Bột này nè cả nhà. Mình mua về á, mình nhồi với nước nóng á, cho cái bột nó không hồi mình sắt á, nó không có bị bờ. Với mình bỏ thêm ít muối bột nha. Bột này như dai hơn bột mình xay không em? Dai hơn. Khi người ta làm thì nó mịn. Dưới nước nóng vậy nè, mình rồi cái mình lấy đũa mình trộn cho nó đều á. Còn cái hồi mình nhậu thì nó mới mịn. Để cho bột ấm ấm. Như ba trái dừa nó bém luôn. Trang ơi, miếng nước nữa Trang ơi. Bánh canh này là nước cốt dừa nhiều là càng ngon đó nha. Nước cốt dừa càng nhiều càng béo nha. Đỏ lắm. Xuống luôn. Ủa, em. Cái mạnh quá. Dạ, nhưng mà nó bự nè. Hai con hả? Dạ. Luôn á. Ừ. Này bữa ngon nè. Cái gì gọi chạy xuống nước lên dạ. Nè. Cốt này nãy giờ là mình dắt cái nước đặc ra rồi đó cả nhà. Giờ mình sẽ dắt cái nước chảo này để lên nấu chung với nước. Giờ mình bỏ cá vô. Mình lấy cái nước chảo này mình nấu. Còn cái nước đặc là nấu chín rồi mình mới để vô sau. Thì để vô trước thì nó sẽ không còn béo lắm. Với để vô trước hồi để mình để lâu nó hơi dầu á. Đây con chảo bây giờ con tiếp chị. Mình chảo cái này ra mình bớt ra nhé. Cái này bớt bằng ngón tay chứ không được. Dắt cái này dắt tay không đó, nó mới mặn. Mới chắc cái đó mang vào tay nhưng dắt khó. Với mình cuốn mà. Ủa cuốn rồi đó mẹ. Thảo Nguyên ơi. Dạ. Lấy hành con sắt luôn đi con. Dạ.
Cầm đi Như, hai vớt cá ra, cá chín này nghe cả nhà. Ồ, hai cái đầu cá ngon quá nè mấy đứa. Thôi mấy hai nó lặt ra. Con làm hành, cắt hành ra mà hai. Thôi con cắt hành đi con. Dạ. Mẹ ơi, chị có cái dĩa hồi mấy cá canh để lên nha. Thôi dĩa bé bé thôi, dĩa nhỏ quá. Dĩa bé bé thôi, dĩa nhỏ quá. Cá ngon quá nha. Thôi cái chừng nóng quá. Dĩa bự. Ủa gì là mấy đứa nó ấy bột đi cho mai cắt luôn nha. Trân ơi. Dạ. Lăn bột đi cho mai cắt luôn. Dạ. Mình chơi bia cái ruột không ai. Cái ruột quá trời ngon. Và cho em lấy đẳng con đĩa luôn đi. Dạ. Đôi đũa. Bột này mịn ghê luôn mẹ ơi. Chơi sao dính dính xương chấu. Cái này mình cán bột đi cả nhà. Không có cái cán cho mình lấy cái chai bia cán đi xin. Phải đi xin chai bia. Cái này mình cũng rửa rồi đó. Rửa lấy mấy cái tem cái hiệu cái này nấu bánh canh này nó ngọt lắm nè. Tép nó là ngọt hơn đó mấy anh. Dạ dính bột. Không tép ngọt hơn mà mình không ăn tép được nghe cả nhà. Vậy là mình chỉ thích ăn cá lóc thôi. Này em như là ta có nấu với thịt chứ nè. Này bánh canh mặn, bánh canh ngọt. Bột á mình ấy vô cái chai vậy nè. Mình xách. Dạ chưa, cho anh đem lại nữa cho này. Cô bữa nguyên cục siêu bự luôn. Làm bự quá. Nãy lấy cục bự gì nè. Cục cục lên chút, nhỏ nhỏ lên chút nha Thảo Nguyên. Mình nhồi bằng nước nóng á. Dạ. Mình để cục bột đâu là nó nằm yên đó là nó mới chảy. Có kinh nghiệm vậy ta. Cái này mình làm cả nhà mình chụm lửa đừng có sôi quá. Vừa vừa thôi. Sôi quá cái cục bột nó dính lại với nhau. Nó chín rồi đem cá thôi mà hai bỏ vô luôn nha. Dạ. Mình chén nè. Quá ngon sợ luôn á. Thật không luôn. Phải lấy nước cốt đặt á. Nhất là nãy đó. Vậy như ghẻ cá cục này cũng lấy vừa vừa không á mẹ. Bữa đó mình ghẻ ra nó tàn tàn cá. Miếng bự miếng nhỏ. Hai đứa ghẻ luôn đầu cá. Cái nước này vô nó mới cái đầu luôn. Mở cái nước nhít vô. Giờ hành không mẹ? Hành gốc chứ. Gốc hành với đây cái hành lá đi cái diễn. Nhìn thấy nó béo lắm, nó bẩn gì lắm luôn. Mình múc cái đen rồi mình bỏ hành này vô. Dẫn ha. Dẫn. Bỏ miếng tiêu nữa. Mình múc ra là mình không bỏ tiêu. Bao nhiêu bưng đi con. Bưng bưng kẹo vô. Cái miếng nó kẹo luôn á nè.
nước cốt dừa vô nó bé. Nó thật cái mùi nó cốt lên nè. Béo quá trời. Nhóm chén đi chân. Đang nhóm rồi mà. Này thấy mấy người đi chợ hay để bán thôi. Bán này rồi bán bánh canh ngọt, bánh canh mặn, bánh canh ngọt. Người ta bỏ tép, bỏ thịt. Ở này mình không có thịt với tép, mình bỏ cá. Người ta ngồi tại cổ làm ăn liền cũng ngon. Ăn có cơ nè. Nhỏ hay đón mấy người sớm á. Để xem sắp cái chén rồi đợi. Cả nhà ơi, chiều giờ mới mở cháo cũng nấu xong cái món bánh canh này nè cả nhà. Giờ mày cả nhà cùng dùng chung món bánh canh bột sắc với mấy mở cháo mình nha. Mời cả nhà. Để hai mốt cho ha. Dạ. Mà hai mốt cho ba chiếc rồi. Trời ơi, nước nó kẹo kẹo đỏ quá à. Thơm quá. Rồi nha, có tiêu nè, thơm nè. Có tiêu ăn ấm ấm nè. Thơm tiêu. Wow. Thấy nó sọt lại luôn á. Cảm ơn mẹ. Đỏ quá cả nhà ơi. Đây Thảo Nguyên. Cảm ơn mẹ. Cái mùi nước cốt nó béo. Béo nha. Miếng cơm lại không được. Tại vì mình nấu bánh canh mặn mình phải nước cốt nhiều nên béo hơn. Xài bánh canh nè, mà hai sắc đẹp ghê không? Đều ghen luôn. Miếng cá đồng nó dẻ, trời ơi. Thơm quá. Này cả nhà nha. Này cả nhà. Rồi cái món ca, món ăn tử thơ của mình. Thời ấu thơ. Thời đó thằng Trần ngồi cuối sớm, nhà cuối sớm là đó. Mấy đứa đầu xóm, mấy đứa giữa xóm á, ăn no cái bụng luôn. Mình ngồi trước mình cầm cái chén mình đợi vậy nè. Mấy chị lại không còn, hết dơ rồi con ơi. Chị vô nhà khóc. Khóc với mẹ. Lỡ tại nhà ở cuối sớm. Chị nhà khóc với mẹ. Ăn thì cho đỡ buồn. Ngon quá. Béo không có gì nữa. Đắp lại. Quá béo luôn. Ăn thử miếng cá. Cái bánh canh này thường mình đi chợ á, ta ưa bán á, ta nấu nồi bánh ngọt hay bánh canh ngọt, nấu nồi bánh canh mặn. Trời cái bánh mà nấu thấy lỏng mà hay, không có cái gì hết trơn á. Nước nhiều. Cái bánh canh này nó mình làm nhồi nặng, nhồi bắp nặng á, trời nó dẻ ghê luôn. Nhìn cái nó sao nhẹ như chợ bán đâu. Nó lỏng. Nó dẻo quá. Không mua 1-5 ngàn mà nước không? Không có cái gì. Người ta làm ta bán, người ta làm đâu có ăn cái nhiều như mình. Tôm với tôm người ta là người ta bầm vậy ha. Chứ người ta không để nguyên con. Béo quá. Mắm nữa rồi. Để chấm với mắm ha. Mà hai chấm cái nước mắm. Cũng vào đây ha. Chấm với mắm mặn ha. Đây đây đây. Vô lên vô lên. Thơm quá, có tiêu vô thơm thơm. Ngon quá ha. Cá ngon quá. Cá dễ khắc luôn. Béo và có miếng hành nó thơm thơm, nó tiêu nữa. Còn ăn chén nữa nha. Món phải nhiều nha, ôn bài tuổi thơ. Món tuổi thơ mình nè. Câu chuyện ngày cuối sớm. Chỉ gì được một chén này chẳng khóc gì nhiều. Vô khóc, giờ khóc với mẹ, mẹ còn chửi nữa. Mẹ thấy tuổi thơ khóc nhiều quá, giờ mẹ nấu. Mẹ buồn lắm. Lỡ rồi có một chén, giờ mẹ nấu trần nồi luôn. Đừng khóc nữa nha. Mà cái bà đó tại vì bà đúng ngon cho nên người ta mới mua. Lấy chén cũng có bỏ xương nha. Như là hai ba bà đi bán nữa. Mà có bà đó người ta mua nhiều à. Còn bánh canh dai dai ngon quá ha. Nó không có bị bở. Nếu mình rắc dài á, hút ngon. Ăn có xương này nè, có còn cái miếng chân tán quá trời. Tán thuộc bột. Mạnh luôn không? Tán đã lắm á. Như là tán đem bé vậy. Kiểu ấm ấm. Ngon. Cá này chấm như nước mắm mặn ngon á. Để chấm với cái này. Múc thêm chén nữa. Này mình xài dữ. Bữa nay mình đặt mục tiêu là mấy chén lên Trần. Biết nè, đi tính nè. Thôi, ăn cái đầu hay tới đó. Coi gì có cho Trần ăn tiếp. Cố gắng hết sức thôi. Cố gắng hết sức mình. Nóng quá à, vừa khỏi vừa ăn luôn. Ngon luôn. Cái mùi nó bay khắp cái bọt nó vừa ăn luôn nha. Dạ, không cứng mà không có mềm không. Nó dai. Nó dẻo. Ăn thêm chén nữa. Trời. Mới mưa xong á, cái nó mát mát. Chứ mình ngồi mình ăn cái nồi này nữa. Nó béo lắm ấm. Thấy tưởng nha. Nên ra rồi có toàn người ngồi. Hết. Này mà mấy chú mấy cậu xúm lại làm ha. Vui. Cái nước mắm này cho anh. Không Thảo Nguyên. Dạ. Hai đầu cá ngon hết biết rồi. Mời cả nhà nha. Nước mắm này là mắm mắm mặn nè. Không phải gấp một cục cá trong đây mới được. Mà hay mà hạn chế nước mắm thế này muốn.
thì như đu đòi. Ăn cắp của cá. Không thì cá gương thừa heo. Có tiếng chim kêu nữa kìa. Chim kêu dữ mú. À mình ăn rất này mát. Dạ. Kêu à. Rồi là có tiếng ếch nhái anh ương kêu. Vui nha mùa hè. Nốt thêm đi cho. Món này nó ngon mà. Lên nốt thì nó đậm đà luôn á. Ủa trong mấy chén mấy chén à? À rồi. Đúng rồi, chỉ có 2 chén mà. Em cũng 2 chén mà. Còn món 2 thì sao? 2 chén rồi đó. Wow, bằng nhau. Mình đổi mạnh lắm ha. Còn chén thứ 3 nha. Mày không có ăn cơm chiều. Chị Như thích món này lắm. Cho coi chừng chị Như đem giấu nha. Đừng giấu ăn ơn nha. Vậy là hồi chiều đó giờ mấy đứa không ai đứa nào ăn cơm chứ không phải không? Không. Biết chọn mà hai nấu món này là nhịn hết. Chọn này mà hai. Chào nó luôn đó. Mình nấu cái nồi này người ta nhìn xa xa người ta tưởng mình nấu cháo á. Ừ, nhìn giống cháo rồi ta nấu cốc gì á, nấu cốc dừa. Nò đó. Không ngán mà nó nò lắm rồi đó. Nãy giờ 3 chén rồi đó. Không, con thì muốn chén rồi đó. Từ mà hai nó mệt nên mà hai em ít đó. Con ăn được 4 chén rồi. 3 chén rồi đó. Đúng yên nữa, 1 chén nữa nha. Cho 1 chén nữa đi. Thôi, trời ơi, non chén. Trời ơi, nó ngon. Ngon đến tận cuối luôn. Không biết nó có cái béo. Không phải là do mình chấm mình cá mình cá nó. Khoan nãy chưa cái này nước mắm à. Để mình con chấm nè. Cái mắm bỏ nhiều ớt ngon à. Nãy tối rồi. Chim nó về tổ chưa hả? Thơm cá. No. No thiệt luôn. No chứ phải ngán nha cả nhà. Cái này là no thôi. Thì cả nhà ơi, nay mấy mẹ mấy chị em á được mở hai đường vé về tuổi thơ. Món này Sơ Quyền Trân rất là thích. Ừ. Bây giờ không còn đợi đầu sớm cuối sớm gì nữa chứ. Hiện giờ mấy mợ cháu cũng dùng xong rồi cả nhà, nên là xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp cả nhà những clip sau nha. Tạm biệt cả nhà.